bài này á, khi mà nhắm mắt thì để đưa áp huyết lên, áp huyết lên tới đỉnh đầu, thành phải làm xong hết cho áp huyết hạ thì mới làm hết áp huyết lên. Áp huyết lên rồi chúng ta thấy nó lên quá rồi, chúng ta lại mở mắt cho nó hạ, chụm hai tay lại, đưa chân lên, đứng cho vững rồi mới nhắm mắt, cuốn lấy ngậm miệng. Chúng ta làm tới 30 thôi. Đấy. Đổi chân, đứng cho vững rồi đã, vững rồi mới nhắm mắt. Thôi, cái bài này chữa được rối loạn tâm linh, virus trong tai, chóng mặt,